xa kia là bé hai. Bé hai hôm nay quên chưa cạo râu. Ai nói vậy? Kìa, lún phún kìa. Nói đi, cứ sao đâu, bình thường. Bé hai có râu mà, bé hai cứ nói, mọi người cứ nói đi, chửi bé hai xấu cũng được, chửi bé hai cũng được. Bé hai xinh, chứ bé hai đâu có xấu đâu. Bây giờ là bé hai vui lắm, giờ có chửi bé hai thì đánh đập bé hai cũng được nữa thiệt. Đánh đập bé hai cũng được. Bé hai phải hả? Bé hai đã cậu rồi. Trời ơi. Nãy giờ nó nghe nè, râu này là cái này là gọi là thương hiệu của bé hai đó. Là xì tay của bé hai đó nha mọi người, rất là dễ thương luôn á. Quan trọng tấm lòng thôi chứ giờ cứ dễ bề ngoài nó không quan trọng đâu mọi người. Với bé hai cũng đã có chồng rồi. Giờ không râu hay là đẹp cũng vậy nữa, có chồng rồi đâu còn cua xa thêm đâu. Trai bé hai như vậy đó mà trai còn theo đầy mọi người. Ghen quá bé hai. Bé hai, bé ba đâu rồi bé hai? Bé ba hả? Ủa chị bé ba không đi hả? Với ba ở nhà còn lo cho mẹ nha, mẹ với ba ở nhà, ba bị gãy chân với mẹ bị yếu nên là ba với ba ở nhà lo cho ba mẹ, mẹ để với hai đi một mình thôi mọi người. Bây giờ mình sẽ đi bộ vô nha mọi người, mình sẽ vô cái cảnh cái chùa này. Nếu mà mọi người mà không biết á, mọi người sẽ đi theo với hai để biết là mọi người sẽ đi sao nha mọi người. Bé hai sáng nay dậy từ mấy giờ? Bé hai sao sáng nay dậy từ mấy giờ? Sáng dậy lúc 6 giờ. Chuẩn bị nhiều không? Chuẩn bị 3, 4, 5 giờ ngủ. Vậy là hôm ngủ được tiếng hả? Ngủ được tiếng. Đây là các món đồ tại chợ mà bé hai mang đến chùa Lâm Quang. Hẻm này nhỏ quá. Là con Thi. Không, bây giờ là những người mình này ăn chụp tấm hình đi. Những người đi cùng đồng hành này ăn chụp tấm hình. Nhóm của Long Công Chúa ra chụp tấm hình nha mọi người nha. Chạy gì vậy? Không gì đạt rất là vui vẻ. Còn trước đầu rất là không, em tắm cho em tắm. Happy hoài à. Happy trẻ quá. Muốn kêu ai chụp tấm má. Nó kêu ai chụp chung. Ghen quá. Rồi, nhóm ra đi vô tấm hình các bạn. Rồi, vô đi. Mọi người chụp tấm đi, chứ thiếu người này đủ người kia mất công. Không, mình chụp đây chút. Làm không chụp nữa. Chúng ta bỏ xuống. Tôi nè. Chào, chào, chào. Nhóm này nhóm Thanh Long ruột đỏ không hồn.
Chị hai giờ của Long rồi. Của Long mà nói chung cỡ nào cũng ngủ được hết trơn. Mua xong hết trơn rồi, những phần quà xong rồi thì bé hai vẫn còn một số tiền như thế này nè mọi người. Bé hai còn một số tiền như thế này nè mọi người. Nha. Bé hai còn một số tiền này và bé hai sẽ đưa lại sư cô là mình cúng dường lại cho chùa nè mọi người. Và con có gửi cho chùa cái phần riêng rồi gửi cho chùa là 8 thùng sữa và 5 cái gạo là công ty riêng cho chùa là phụ cúng dường nha. Và con xin phép là cho chúng con được lên cái phát quà cho những cụ và biết cho các cụ phần quà đó phần quà riêng, còn riêng cái phần chúng con riêng đó là có thể nói hai thôi. Em sáng nay em gửi xong rồi, em cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho em để nhân viên cho em được đến và bé hai xin em con cháu xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và bạn bè từ xa ở các nước ngoài đã cùng đồng hành cùng bé hai và yêu thương bé hai và đã tin tưởng bé hai. Những số tiền đó bé hai đã mua rồi còn để mọi người được đã thấy và bây giờ chúng ta sẽ lên thăm các cụ và mình sẽ trao quà các cụ như mọi người cùng theo chân bé hai mọi người. Nếu mà mọi người sau này mọi người có đến mà không có thể là đi chung với bé hai được thì cứ theo những clip này nè mọi người, đến chùa mình có đi, mình có hướng dẫn lúc đầu, mình có quay đó lúc sẵn đó, mình sẽ cứ theo hướng chùa đó mình vô đây. Đừng, nếu mà mọi người không đi chung với bé hai được thì có thể đi riêng nha mọi người. Mọi người cứ nhớ chùa Lâm Quang tại bến Bình Đông thôi. Không, bây giờ không nhớ địa chỉ, cứ xịt Google, cứ xịt Google sẽ ra địa chỉ là chùa Lâm Quang bến Bình Đông nuôi các cụ già nha mọi người. Đó, sau này nếu mà mọi người có cơ hội, điều kiện hay là thế nào đó mọi người cứ đến nha mọi người. Mình cùng giúp đỡ và chung tay với chùa nha mọi người. Mình đi chơi không, mình đại Phật. Mình cho chứa đi. Quỳnh chết đi chùa. Em sợ Hải Phòng kiếm em mà. Ừ, quý vị khán giả cùng hướng mắt về phía trước. Anh đưa cái giỏ đi cho, hay đưa cái giỏ đây cho anh, thằng cầm đây anh cầm cũng nổi đâu. Cầm giỏ ha. Anh xuống kia. Ấy là cầm này nè. Này ông xã của. Không phải hai. Rồi nè, mọi người thấy không? Đó, rất là mạnh mẽ luôn. Bắt cho lại cho rồi, con chào các bạn. Mình lên thăm bé Thoại, mình thì mình đeo khẩu trang vô giùm cô. Đeo khẩu trang vô nha. Đứng ngoài đi từ dưới đi lên nha, đi từ bên trái bên phải.
Rồi, nói chung anh đi một bên bên nào đó. Một rồi, mời mời mình đi vô đi cho có đường đi. Rồi con. Bé hai ơi, rồi, ai giúp giùm bé hai rồi, để giùm con này. Để luôn nữa. Mỗi vừa đều có cùng hết không à. Có vừa là có rồi, cứ mấy đường khác là nó có phải không? À, chào tất cả mọi người nha. Lúc đang nói chuyện thì em không có để trả lời mọi người nha. Khi mà người đang nói chuyện mình bắt lời thì chắc là mấy cơ sở cho nên là nếu các bạn hỏi có người nói chuyện thì chắc là mấy cơ sở. Giờ chị thứ hai đang phát ra và một cái tổ như thế này một cái dừng mà mọi người ăn thì cũng đang là mùa dịch cũng nên là tất cả mọi người tới đây đều phải đeo khẩu trang. Bà đến lâu chưa bà? À, đến năm mấy rồi. Năm mấy rồi ạ? À? Bà là ở nhà chùa hay sao? Dạ. Bà là ở chùa hay là... Hồi xưa cũng ở chùa nhưng mà giờ thấy như vậy. Ngày xưa mình cũng ở chùa ạ. Rồi mình vào đây, bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tám mấy rồi. Tám mấy rồi ạ? Dạ. Bà có... Ở đây thì bà có thấy... sức khỏe của mình có khá hơn không? Bình thường. Dạ. Đau bệnh chút chút rồi. Dạ. Cuộc sống ở đây thì cũng tốt rồi. Tốt. Dạ. Ăn uống này kia đầy đủ lắm. Dạ. Đây cũng tốt. Dạ. Cũng đầy đủ. Bà là người Sài Gòn hay là ở đâu ạ? Người Sài Gòn thôi.